Xin chào các bạn, rất là cảm ơn các bạn đã chọn và quay trở lại nghe chuyện ma Nhuần kể. Thì bạn nào mà có những câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh kinh dị muốn cho mình kể lại để mọi người cùng lắng nghe luôn á, thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình để ở trên màn hình đó nha. Hôm nay á thì chúng ta sẽ nghe qua tới một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này mang cái tựa đề á là linh hồn ở trong cái con búp bê. Thật hư ra làm sao á, mời mấy bạn cùng lắng nghe qua cái tập 126 hôm nay nha. Thì cái câu chuyện này á là do dì chính và dưỡng chính của cái chị này nè đã trải qua mấy bạn, và đã kể lại cho gia đình con cháu của mình nghe. Chuyện này á thì đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi. Cái thời điểm đó dì chính á thì mới có tầm khoảng mười mấy 20 tuổi thôi. Nhưng mà hiện tại dì chính á nha tầm khoảng 60 tuổi rồi. Dì á là dì ruột của chị này luôn. Thì hồi xưa gia đình của chị này nè là ở Lê Minh Xuân. Hồi đó thì vào cái năm mà dì chính 18 tuổi á thì dì có xin vào làm trong một cái lò gạch ở gần nhà. Thì khi mà làm ở trong đây nè được tầm khoảng một thời gian thì dì chính cũng có gặp dưỡng chính, hai người cũng quen nhau, rồi sau đó là cũng đám cưới kết hôn với nhau. Thì quê dưỡng chính á là ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Dưỡng chính á thì làm trong cái lò gạch này nè cũng 5-6 năm rồi. Nhưng mà sau khi kết hôn với dì xong á nha thì dưỡng mới nói với dì rằng á là thôi bây giờ hai vợ chồng mình á là nghỉ làm gạch đi, em theo anh về quê nè. Tại vì mấy anh chị em của anh á là bây giờ cũng đã có gia đình riêng hết trơn rồi, ai cũng ra riêng hết. Ba má thì ở có một mình hà. Nhà của anh á thì cũng có ruộng vườn đầy đủ, rồi cũng có trồng bắp, trồng ngô đồ, nói chung là cũng vườn tược đầy đủ. Thôi mình đi về quê, mình phụ với ba má đi, tiền mình kiếm cũng nhiều hơn, mình khỏi làm thuê làm mướn cho người ta nữa. Thì cái lúc mà nghe Dượng nói như vậy đó nha, ban đầu dì cũng không có chịu về đâu. Nhưng mà nghĩ lại, dì cũng quyết định á là theo chồng của mình. Sau đó là hai vợ chồng cũng mới đi về quê nha. Thì cái thời gian dì nói á là dì rất là buồn luôn, tại vì đang ở thành quen mà, tự nhiên bây giờ đi về quê mà nhà của Dượng chính nằm sâu ở trong đồng á. Nhà Dượng là kiểu nhà sàn nữa. Ở phía trước nhà thì nó có nguyên một cái con sông khá là lớn. Ở phía sau nhà nha thì nó có một cái vườn xoài, rồi bên hông á thì có trồng bắp, trồng ngô, cây cối cũng nhiều tùm. Mà muốn qua bên nhà của những cái người hàng xóm á nha thì phải đi ra một cái khoảng khá là xa. Bởi vậy á thì ban đầu về, Dượng thì cũng không có cho gì làm cái gì hết trơn á. Dượng với lại ba má của Dượng thì mỗi ngày đều đi ra ruộng làm hết trơn à. Còn gì á thì ở nhà quanh quẩn ở trong nhà, làm việc nhà này nọ, nấu cơm nấu nước thôi. Thì cứ mỗi buổi chiều á nha thì dì cũng bắt ghế ngồi trong nhà nhìn ra ngoài vậy đó. Nó buồn thúi ruột, nhớ nhà hết sức vậy đó nha. Rồi dần dần sau một vài tháng á thì dì thấy ở nhà buồn, cho nên dì mới nói với Dượng rằng á nha là bây giờ cho dì đi theo đi. Thì dì cũng đi theo, cũng nhổ mạ, cũng làm đồng làm ruộng, thì xong rồi cũng phụ này nọ vậy đó nha. Biết rồi á thì dì cũng hết buồn nữa. Thì ở bên nhà của chồng dì á thì có một cái điểm như vậy nè. Dì nói á nha là cái lúc mà dọn dẹp nhà cửa đó thì ở trong nhà chồng dì là mấy bạn nghĩ á nha là cái nhà kiểu nhà sàn mà bước lên cái cầu thang là đi vô trong nhà. Thì đi vô trong nhà là có một cái phòng ở phía trước, phía trước thì nó có một cái bàn thờ đàng hoàng. Ở bên hông á thì có một cái bộ ly văn khá là lớn. Thì tối á là ông bà ba là ba má chồng đó sẽ ngủ trên cái bộ ly văn này. Đi vào trong nữa thì nó có hai cái buồng. Một cái buồng là vợ chồng của dì ngủ. Còn cái buồng ở phía sau nữa là bà ba, là lúc nào là cũng lấy một cái cọng dây á nha, xong rồi mới cột lại, không có cho ai đi vô cái phòng đó hết. Thì khi mà dì về đó, dì tính vô chổng để mà dọn dẹp đấy, để mà dọn dẹp đó. Nhưng mà dì ba không có cho. Bà nói nha là con chỉ cần dọn ở ngoài thôi. Còn cái buồng này á là để má, là con nhớ nha, là con không có được vào trong cái buồng này. Nhớ á nha, nếu mà con vô á nha là má giận con đó. Là bà ba liên tục nhắc nhở dì, nói á là không có cho vô trong cái buồng đó. Thì ban đầu dì cũng thắc mắc vậy lắm, tò mò là tại sao á là má chồng mình không có cho mình vô cái buồng đó, nó có cái gì ở trong đó. Mà dì để ý nha, mỗi ngày má chồng đều vô trong đó một lần, rồi một tháng á là sẽ bưng cơm vô trong đó một lần nữa, gọi là bưng ra, xong rồi cũng cột dây lại. Hồi xưa thì đâu có ổ khóa đâu, chỉ cột dây thôi mấy bạn, mà cột chắc dữ lắm, tại vì không có cho dì vô. Dì thắc mắc dữ lắm, cũng hỏi Dượng, anh có biết trong buồng đó là cái gì không, mà sao má không cho em vô. Dượng chính mới nói anh cũng đâu có biết, hồi cái lúc mà anh còn nhỏ đó, mấy anh em của anh còn nhỏ đó là má cũng đi vô trong đó đó, tụi anh cũng rình, thì má thấy được là má đánh quá trời luôn, má không có cho mấy anh em đi vô trong đó, không có cho ai đi vô đâu. Má nói á nha, nếu mà gình mà vô trong đó đó là má đánh chết.
Cho nên là từ nhỏ mấy anh em cũng thắc mắc nhiều lần vậy lắm, nhưng mà cũng không biết ở trong đó là cái gì. Mà sau này quen rồi anh cũng không có còn quan tâm nữa. Thì lúc đó là dì tò mò dữ lắm nha, dì cũng không có dám vô trong cái buồng đó. Xong rồi, ngoài cái chuyện á, mà không được vô cái buồng đó ra, thì má chồng của dì còn dặn rằng á nha, là buổi tối á, hai đứa tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ thì không có nên đi ra ngoài giường, mà nên ở trong nhà đi, đừng có ra ngoài giờ đó. Tại vì ra ngoài giờ đó là dễ bị ma nhát vậy lắm. Má thương má mới nói như vậy. Thì khi mà nghe bà ba nói như vậy, ban đầu Dượng cũng không để ý đâu. Nhưng mà sau đó là bà ba cứ dặn tới dặn lui, không bao giờ được vô trong buồng. Hai á là không có được ra ngoài vào tầm khoảng 6-7 giờ tối. Thì lúc này Dượng cũng bực, Dượng mới nói mệt quá mấy ơi. Trời đất ơi, hồi lúc con ở nhà hồi xưa đó, con chạy ra ngoài hoài chứ gì, tối 7-8 giờ con cũng đi vòng vòng hoài có sao đâu, má cứ nói ma nhát hoài. Thì cái lúc đó đó nha, bà ba mới nói rằng là má thương má mới nói vậy thôi. Tại vì hồi xưa đó mày ở nhà thì không có chuyện gì, nhưng mà sau này nè, khi mà mày đi lên Sài Gòn, mày làm ở trong lò gạch rồi á, thì sau này nó đã xảy ra một cái chuyện. Thì lúc đó bà ba cũng tính kể ra nha, nhưng mà cái lúc này cái người em út của Dượng thì mới đi qua kêu má ơi, đi má ơi. Thì do cái lúc đó bà ba phải đi đám giỗ đi, mà đi xa nhà nữa, đi 2-3 ngày mới về. Thì cái lúc đó bà ba cũng chưa có kịp kể ra đâu. Trước khi đi á, là bà cũng dặn ông ba là không có cho mấy đứa nhỏ là vô trong buồng, rồi cũng không có cho đi ra ngoài vào buổi tối nữa. Xong rồi thì bà cũng chuẩn bị đi, rồi bà còn nói nha, thôi để má về má kể cho nghe, để giờ má đi trước, để má công trễ giờ. Thì lúc đó tầm khoảng 3-4 giờ chiều thôi. Thì khi mà bà ba đi rồi đó nha, thì hai vợ chồng của Dượng lúc này nè mới dẫn cơm ăn để mà cho ba mình ăn đó. Thì sau khi mà ông ba ăn cơm xong đó là tầm khoảng 5 giờ mấy chiều rồi, mà 5 giờ rưỡi á là ông ba đã đi ngủ rồi. Ở dưới quê hồi xưa thì người ta đi ngủ sớm vậy lắm, 5 giờ mấy 6 giờ đi ngủ hết trơn rồi. Thì khi mà ông ba đi ngủ, hai vợ chồng dì cũng vô trong buồng nha, cũng nói chuyện qua lại. Nhưng mà cái lúc đó là chưa có buồn ngủ, mà nhìn ra ngoài á thì thấy trời cũng chưa có sụp tối nữa, cũng còn sáng vậy lắm. Mới có 5 giờ mấy chiều mà, chưa từ 6 giờ tối nữa, thì trời cũng còn sáng vậy lắm. Cho nên Dượng mới ngủ á nha, em thôi đi ra ngoài chơi với anh không, đi dạo chút xíu. Thì lúc này hai vợ chồng mới đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài, ông ba ông ngủ rồi, ông đâu có hay. Khi mà đi á nha, là hai vợ chồng mới đi vào cái giường xoài ở phía sau nhà. Hai người mới đi hái xoài chín đi, đi kiếm xoài chín để mà hái ăn. Thì trong cái lúc mà đang đi vậy đó nha, tại vì trời cũng còn sáng mà sập thôi, chứ chưa có tối hẳn. Lúc đó tầm khoảng 6 giờ mấy thôi. Thì trong cái lúc mà hai vợ chồng đang đi, cái tự nhiên hai người mới nghe một cái tiếng khóc, mà cứ khóc mà rên ở phía xa vậy đó nha, ghê dữ lắm. Xong rồi dì mới hỏi, Ủa cái gì vậy anh, ai khóc vậy anh? Thì lúc này nè, là do hai người đã đi tới một cái mí qua bên kia á, là tới giường nhà của bà Tám, một cái người hàng xóm của cái giường bên đây. Thì ở bên kia á, cũng là cái giường xoài của nhà người ta luôn. Hai bên á, là đều trồng xoài hết, chỉ cách một cái bờ thôi. Thì lúc đó Dượng mới nói rằng á nha, cái tiếng khóc này nè, hình như á, là ở bên giường xoài của nhà bà Tám á, hàng xóm ở nhà bà anh. Thôi để anh lại anh coi thử coi là cái chuyện gì. Thì bắt đầu hai người mới lợi mới dòm coi là ai mà khóc bên đó. Thì khi mà dòm vô nha, thì hai người đều thấy luôn là một người á nha, là đang đi ở bên đó. Mà cái người này nè, là tóc á, thì xõa dài ra. Mà cái người này không có mặc đồ, ở trần truồng từ trên xuống dưới vậy đó. Mà người này vừa đi mà vừa ôm cái bụng vậy đó nha. Thì cái lúc mà thấy cái người này không có mặc đồ gì hết, cái gì chính của cái chị này nè mới sợ, mới Ủa anh, trời đất ơi, sao mà cái bà đó đó, cái bà tóc dài đó đó, mà sao mà bà không có mặc đồ gì hết trơn vậy anh, ai vậy anh? Thì dì mới về vậy đâu có biết là ai. Thì lúc này Dượng Chính mới cố gắng nhìn một hồi, Dượng Chính mới nói, bà Tám, ủa sao bữa nay bà không mặc đồ vậy trơn trời, sao nay bà kỳ vậy, không mặc đồ vậy ta? Thì cái lúc này á nha, là bà đó cứ đi tới mà đi gần lại. Thì khi mà càng gần lại, chỉ còn cách một cái bờ thôi, thì tầm khoảng 10 bước chân nữa là tới rồi đó. Thì lúc này nè, là dì mới Dượng nhìn kỹ hơn nha. Nhưng mà khi nhìn kỹ hơn á, thì mới nhận ra rằng cái cơ thể á, là không nhúc nhích cục kịch gì được nữa hết. Hai người đều cứng đơ chết chân ngay tại chỗ luôn. Bà Tám á, thì bà đứng ở bên kia, cách nhau thì chỉ có tầm 10 bước chân thôi. Thì lúc đó đó nha, là hai người cùng thấy á, là tóc của bà nó xõa dài ra bù xù dữ lắm. Mà cái mặt của bà nha, là ngay cái miệng á, là còn có hai cái gân nanh á. Mà hai cái gân nanh nó cũng nhỏ thôi, chưa có lớn nha, nhìn kỹ mới thấy. Còn cái mình của bà ở phía dưới á, là không mặc quần, không mặc áo gì hết, trần truồng vậy đó.
Còn cái bụng là có một cái vết gạch. Và từ cái vết rạch đó là nó có một cái lỗ lòi ra nguyên một cái chùm ruột luôn. Thì tay của bà đang bỡ cái chùm ruột rồi nè, là đang cố gắng bỡ đừng có cho nó gớp ra vậy đó. Từ cái lỗ đó mà cái chùm ruột đó, nó nhiễu máu ra tùm lum hết trơn. Khi mà thấy cái cảnh tượng vậy nha, mà thấy ranh năng nữa, thì hai người bên đây là đứng cứng ngắc cục kịch, không có nhúc nhích gì được hết. Là hai người đã biết á, là gặp ma rồi, lúc này sợ dữ lắm. Thành ra là bà này là cứ đi từ từ vậy đó nha. Bà đi chạm đất đàng hoàng nha, cứ đi từ từ băng qua cái bờ luôn. Thì lúc đó nha, là hai người sợ quá trời sợ, mà nhắm mắt lại không dám dòm nữa. Mà nhúc nhích thì đâu có được, đâu có chạy được. Thành ra là phải nhắm mắt lại rồi niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật được một lúc nha, thì xong hai người mới nghe thấy một cái tiếng ở bên tai: con đừng có niệm Phật nữa, con đừng có niệm Phật nữa. Mới kêu tên của Dượng á, là Dượng chị á, là tên: con đừng có niệm Phật nữa con, con đừng có niệm Phật nữa. Thì lúc đó là Dượng sợ quá, nhưng mà nghe kêu tên của mình, Dượng mới mở mắt ra. Vậy thì không dám mở. Thì khi mà Dượng mở mắt ra nha, thì thấy là bà Tám đang đứng ngay trước mặt của cái Dượng này luôn. Chỉ cách là có 1-2 bước chân thôi đó. Mà cái gương mặt của bà thì rất là đau khổ luôn. Mà bà Dường khóc, bà vừa nói: con đừng có niệm Phật nữa. Vậy Tám đâu có hại con đâu, vậy Tám không có hại gì con hết trơn á. Con ơi con, bây giờ con làm ơn á, là con nhét cái chùm ruột của dì Tám á vô đi, rồi con mai cái bụng của dì Tám lại, để cho cái bụng dì Tám á đừng có đau đớn nữa con ơi. Dì Tám đau đớn lắm con ơi. Con làm ơn làm phước á, con nhét cái chùm ruột vô, rồi con mai để giùm dì đi. Tụi con đừng có niệm Phật nữa, vậy không có hại tụi con đâu. Thì khi mà bà nói xong tới khúc đó nha, là bà biến mất tiêu luôn. Thì khi mà bà biến mất tiêu á, là hai người này nè, Dượng Tám với lại Dượng Chính lúc đó đó là đã mềm rồi. Dượng mới nắm cái tay của dì, Dượng mới kéo dì chạy, cố gắng chạy vô trong nhà. Thì cái lúc mà chạy vô trong nhà đó là ông bà ông cũng còn ngủ nha. Ông ba là ba Dượng Chính á, thì vẫn còn ngủ. Hai người mới tức tốc đóng cửa lại, chạy vô trong buồng. Trời, hai người nằm sợ quá trời sợ, run cầm cập. Là hai người lúc đó đó nha, là nói: trời ơi trời, thấy cái gì vậy? Bà Tám là bà Tám trong xóm của anh đó hả? Mà sao bà ghê như vậy, không lẽ bà chết rồi hả? Thì cái đồ dì Chính mới nói nha: chắc là bà chết rồi đó anh ơi. Bà có gân nanh nữa, mà người ai đâu vậy? Bà có gân nanh nữa, mà bà không mặc đồ gì hết trơn á, người ai vậy anh? Mà xong rồi hai người sợ dữ lắm nha, là đêm đó là không có ngủ nghe gì được hết. Cho tới là ngày hôm sau luôn, là Dượng Chính mới kể lại cái sự việc đó cho ông ba nghe. Thì ông ba mới hỏi rằng á nha: ủa cha cha, bộ bà Tám trong xóm mình á, bà chết rồi hả cha? Ông ba mới nói nha: ừ, bà chết rồi. Cái Dượng Chính mới hỏi: ủa, bà chết hồi nào vậy cha? Bà chết hồi nào vậy? Cái lúc mà con đi á, là bà còn sống mà. Thì lúc ông ba mới nói nha, là bà chết hồi năm rồi. Cái lúc đó mày còn làm ở trên Sài Gòn đó. Ủa, cái vụ gì? Cái Dượng Chính mới kể lại là cái chuyện hồi tối gặp đó cho ông ba nghe. Thì ông ba mới nói: đó thấy chưa, má bay á, là đã không có cho bay ra ngoài đường vào cái lúc á, mà 5-6 giờ rồi, là có lý do hết trơn á, mà tụi bay không có nghe, tụi bay lì. Thì lúc này Dượng Chính mới hỏi nhà lý do sao bà chết. Thì ông ba mới kể lại á, là bà Tám nè, bà bị đau ruột thừa. Cái lúc mà bà bị đau ruột thừa đó, là gia đình con cái của bà cũng đưa vô trong bệnh viện để mà mổ đi. Nhưng mà cái lúc đưa vô mổ đó, thì bà đã chết ở trên bàn mổ luôn. Cái lúc mà bà chết đó nha, là bác sĩ mới kêu gia đình vô làm thủ tục để mà đưa xác bà về chôn cất đi. Trong cái lúc mà đưa xác bà ra nha, thì bà có một cái người con gái. Cái cô này á nha, là bị mổ ruột thừa mà đang mổ mà chết nữa. Cho nên á, là cái cô này không có biết rằng đã mai cái vết mổ của bà lại hay là chưa. Cái cô này mới dở cái khăn lên để mà xem thử. Thì khi mà dở cái khăn lên là thấy rằng cái bụng của bà nha, là cái chùm ruột á, nó đang lòi ra. Bác sĩ chưa có kịp nhét lại, không có mai miết gì hết trơn á. Thì lúc đó cái cô này nè mới nói với lại những cái người anh em của mình á: trời sao mà kỳ vậy, sao mà bác sĩ không có nhét chùm ruột vô, rồi không mai bụng lại, tự nhiên mà để cái xác mẹ kỳ vậy, trời sao kỳ vậy. Thì lúc này mấy người con lúc đó đó mới đi kiếm bác sĩ. Thì đi kiếm xong rồi mới hỏi ra nha, có một cái người bác sĩ đi ra mới trả lời á, là bây giờ nè, má của mấy người á đã chết rồi, thì thôi mấy người đem xác về đi để mà chôn cất đi, mai lại làm gì, để cái thời gian đó tôi còn cứu được những cái người khác nữa. Bác sĩ mới nói vậy đó, xong rồi mới đi. Thì lúc đó bệnh viện không ai giải quyết hết, nhưng mà những cái người con của bà Tám á, là cũng hiền, chứ gặp cái người khác á, là người ta cũng làm dữ lên rồi. Đằng này mấy cái người này hiền quá, với lại nghèo nữa, cho nên á, là cũng không có dám mà nói cái gì hết trơn á, không dám làm dữ, không dám lớn tiếng ở trong bệnh viện.
cho nên thôi đành ngậm ngùi đem xác của mẹ mình về để mà liệm. Thì cái lúc liệm đó nha, là bà mất, là bà đang nằm ở trên bàn mổ. Mà thường khi mổ đó là mình trần truồng, đâu có mặc đồ gì đâu. Cho nên là cái lúc bà mất đó là bà vừa trần truồng, mà vừa là không có được nhét cái chùm ruột vô, không có được mai lại nữa. Cho nên khi mà về, mặc dù con cái bà cũng mặc đồ liệm cho bà, rồi cũng gán á, là nhét cái chùm ruột vào cho bà, rồi chôn cất nữa. Nhưng mà từ đó về sau á nha, là cứ mỗi chiều tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ tối, cứ sập sập tối, là cái người dân ở cái khu vực đó đó nha, là cứ thấy bà, cứ thấy bà tám hoài luôn. Cứ hễ mà đi chiều chiều tầm 6 7 giờ nha, là bà cứ đi, cứ ôm cái bụng, ôm ngay cái chỗ vết mổ đó, cứ cầm cái chùm ruột lòi ra, mà máu á nó cứ chảy ra nhiễu lợp đợp đợp đợp. Đầu tóc á thì xả bù xù, cứ mặc. Rồi người á thì trần truồng, mà gặp ai á là cũng kêu người ta nhét cái chùm ruột vô giùm, rồi mai lại giùm, đau đớn vậy lắm. Mà cứ khóc gên hu hu với người ta vậy đó. Ông bà nói á thì bả thì không có hại ai, mà cứ thấy thì cứ khóc lóc rồi cứ kêu nhét chùm ruột vô giùm vậy đó, chứ cũng không có hại mà không có chọc ghẹo ai. Mà người dân người ta thấy như vậy người ta sợ dữ lắm, cho nên người ta cũng hạn chế ra đường vào cái giờ là 5 giờ mấy 6 giờ chiều. Người ta cũng ở trong nhà cứ không có dám ra đường luôn, vì sợ gặp cái bà Tám này. Thì ở trong cái khu đó đó, người ta thấy bà Tám cũng thấy tội, cho nên á là mới kêu những cái người con cái của bà Tám là thôi bây giờ nè, là đào cái mộ lên đi, rồi đem bà lên, xong rồi mới thiêu xác của bà, rồi gửi cho cốt của bà vô trong chùa, để mà nhờ những cái người sư thầy ở trong chùa tụng mà cầu siêu giùm, để cho bà mau siêu thoát, bà đừng có đau đớn nữa. Nhưng mà những cái người con đó thì người nào cũng nghèo khổ hết trơn á, không ai làm hết trơn. Thành ra nha, là đó là cái lý do vì sao mà bà ba không có cho vợ chồng của dì Chính, dưỡng Chính này nè, không có đi ra đường vào buổi tối, đặc biệt á, là đi ra cái vườn sồi phía sau nhà nữa. Thì sau khi mà nghe ông ba kể lại, thì hai người nghe xong thì cũng thấy tội cho bà Tám dữ lắm. Tại vì bà chết cũng oan ức mà bị như vậy nữa. Thì cái đêm đó bà ba cũng chưa có đi đám dỗ về. Cái đêm đó là hai vợ chồng mới vô buồn làm, cũng nhớ lại cái chuyện hôm qua, cũng suy nghĩ, trời, sao mà thấy tội quá. Mà tội thì cũng ghê, cũng sợ quá. Mặc dù bà không có hại gì mình hết, nhưng mà thấy những cái hình ảnh như vậy mà biết gặp ma nữa thì cũng sợ dữ lắm. Vì chứ mới nói thôi em sợ quá anh ơi, em sợ quá, thôi muốn em không dám ra đường vào cái giờ đó nữa đâu, anh ngủ em cũng không đi nữa. Nhưng Chính mới nói thôi anh cũng sợ không chết, anh cũng không dám ngủ đâu, thôi gia đình đi ngủ, mình cũng đi ngủ sớm. Thì trong cái lúc mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau chưa có ngủ gì nữa, thì tự nhiên là tại vì cái buồng của hai vợ chồng dì Dưỡng Chính này nè, là cái buồng kia là nằm kế bên, mà cái buồng kia là má của Dưỡng Chính không có cho Dưỡng Chính với dì Chính vô. Thì lúc mà hai người nói chuyện qua lại bên đây thì tự nhiên nghe cái tiếng động ở bên kia, mà cái tiếng bước chân đi tới đi lui, đi tới đi lui ở trong phòng bên kia vậy đó, mà nghe gõ mùng một vậy đó. Thì khi mà nghe nha, dì Chính mới hỏi, ủa anh nghe thấy cái tiếng bước chân không? Cái Dưỡng Chính mới lắng tai nghe, ừ anh nghe. Ủa ai vậy ta, không lẽ cha ổng vô chổng sao ta? Thì lúc đó Dưỡng Chính cũng mới tò mò, mới đứng dậy, mới mở cái màn nhìn ra nha. Thì khi mà nhìn á thì thấy cha của mình vẫn còn nằm trên cái bộ ly quân, đang nằm ngủ. Xong rồi Dưỡng Chính mới dòm qua cái buồng ở bên kia, thì ở ngoài thấy cũng cột dây nha, cũng cột dây bình thường, đâu có ai đụng chạm gì đâu. Nếu mà có người vô á thì phải mở cái dây ở ngoài ra. Thì lúc này Dưỡng Chính mới đi vô, mới nói với dì Chính á, cha ổng còn ngủ ngoài kia mà, đâu có ai mà đi vô trong cái buồng đó đâu. Ở bên buồng đó anh thấy cũng cột dây trong cái khoang mà, đâu có ai vô. Lúc này hai người mới hoang mang, ủa ở trong chổng ai trời, không lẽ má mình nuôi ai trong đó hả trời. Thì lúc này Dưỡng Chính càng tò mò hơn nữa, tại vì từ nhỏ tới bây giờ không có được mẹ cho vô trong đó, mà bây giờ lại nghe thấy cái tiếng bước chân ở trong đó, mà Dưỡng Chính càng tò mò, dì Chính cũng khá là tò mò. Hai vợ chồng mới bàn nhau rằng là thôi bây giờ lỡ á thì mình muốn qua mình coi, mình đứng á mà mình tháo cọng dây á thì mất công là ông cha ông dậy, ông dòm vô ông thấy mình thì ông la nữa. Thôi bây giờ vậy nè, ngày mai thì khi mà ông đi ruộng đó thì em với anh sẽ mở cửa vô coi coi, là coi coi ở trong đó là má bả nuôi ai ở trong đó, thì vô coi thử coi là trong đó có cái gì. Thì hai người cũng bắt đầu tính toán nha, thì cũng dự định là cho cái sự tính toán của mình ngày hôm sau đó. Cho nên hai người đêm đó ngủ không được, cứ nằm trằn trọc. Cho tới tầm khoảng 5 giờ sáng nha, thì ông bà ông dậy sớm, ông cũng chuẩn bị á, là ông cũng kêu Dưỡng Chính á, là dậy đi ruộng nè. Thì Dưỡng Chính lúc đó mới giả bộ nha, hai người lại cũng còn thức nữa, chưa có ngủ nữa. Thì Dưỡng Chính mới giả bộ, thôi thôi
hôm nay con mệt quá, thôi tí cho con ở nhà. Thôi cha cho con ở nhà nướng chút xíu đi, hồi con ra ruộng sau. Thì ông ba thì cứ tưởng thiệt, cho nên là ổng chuẩn bị, ổng đi ra ruộng trước. Thì lúc này là chỉ còn hai vợ chồng ở nhà thôi. Hai vợ chồng mới nói rằng ở nhà thôi bây giờ á, bỏ qua bển coi liền, để mất công á là trưa nay má bả về á là mình hết cơ hội, hết đường mà vô trong đó coi coi là cái gì trong đó. Thì lúc này hai vợ chồng mới qua bên buồng mới mở cái cọng dây ra. Thì khi mà vừa mở cái cọng dây ra, mở cái cửa buồng vô, thì trong đó nha, không có bàn, không có ghế gì hết trơn á. Chỉ có duy nhất một cái bàn thờ, mà trên cái bàn thờ này nè là có một cái con búp bê. Trời, lúc này nha, mà ngay chỗ con búp bê đó, đó là mấy có cái chung nước nè, có bát nhang nữa. Mà con búp bê tao nói nó đang thui thùi lùi luôn. Mà khi mà nhìn vô cái con búp bê đó nha, thì hai vợ chồng về dưỡng chính lúc này hết hồn. Ủa cái gì vậy? Vô đó là nổi da gà, nổi ốc cục hết trơn. Xong rồi dưỡng chính mới nói, cái gì vậy em? Sao tự nhiên má bà thờ con búp bê trong đây vậy em? Trời, thôi 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 thôi, thì ghê quá, đi ra em ơi. Đi ra. Để thôi có gì á, má về anh hỏi. Thì lúc đó hai người cũng kéo nhau đi ra, cũng mới cột cọng dây lại y như hiện trạng bình thường vậy đó nha. Cũng như chưa có chuyện gì xảy ra đó. Thì ngày hôm đó là cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới tầm khoảng xế xế thì cái người con gái út là em út của dưỡng chính đó nha, mới chạy qua mới nói rằng á là bây giờ con về trước. Má thì hồi má về, tại vì má gặp những cái người bạn bè bà con bên đó, rồi níu kéo nhau bên đó, ở lại với nhau 3 bữa nữa má mới về nha. Cả nhà đừng có lo, em á thì em về trước để mà lo công chuyện nhà. Thì lúc đó là gia đình là biết là bà ba đi thêm 3 ngày nữa. Thì ngay cái đêm hôm đó nha, tầm khoảng 7 giờ tối thôi, thì khi mà hai vợ chồng đang nằm ngủ trong phòng đó, lúc này là hai vợ chồng dì Dưỡng Chính đang nằm ngủ trong phòng. Thì cái lúc đó tự nhiên đang ngủ, thì lúc đó tự nhiên là nghe thấy cái tiếng chửi rằng tụi bay á mắc dại lắm, tụi bay mắc dại dữ lắm. Tụi bay á là tụi bay thấy tao mà tụi bay á không chào hỏi gì tao hết trơn á. Tụi bay không biết chào hỏi gì tao hết trơn á. À, tụi bay dòm dòm còn nói tao á là con này con kia. Tụi bay hả, tụi bay gan lắm. Má tụi bay á là còn phải nhún nhường. Má tụi bay á là mỗi ngày phải vô thắp nhang cho tao, mỗi tháng á là cho tao ăn. Má tụi bay á là còn phải lễ phép cho tao, mà tụi bay hổn hào không chào hỏi gì tao hết trơn ha. Ha, hôm nay tao bóp cổ tụi bay. Thì khi mà nghe thấy cái tiếng nói như vậy đó, thì dì Dưỡng Chính mới giật mình. Tại vì cái lúc giật mình thức dậy, nhìn ra ngoài mùng thì thấy con búp bê á, nó đứng ở ngoài á, nó đứng lù lù ở ngoài. Xong rồi nó dở cái mùng, nó chung vô trong mùng luôn. Thì cái lúc đó đó là dì Dưỡng Chính tao nó mình mẩy cứng ngắc cứng đơ. Thì nó mới xông vô ngay chính giữa hai người. Mà dì Dưỡng Chính mặc dù á nha là cái mình cứng ngắc, nhưng mà cái mắt vẫn dòm được. Và thấy nó nha là trong cái miệng của con búp bê nó có hai cái răng nanh nó lòi ra. Trong khi á là hai cái răng nanh của bà Tám lòi gỗ cũng lại có chút xíu à. Mà hai cái răng nanh của con búp bê này nè là nó dài thòn luôn, mà nó vập xuống vậy đó. Mà mặt mày của nó thì dữ dằn vậy lắm. Một tay á thì nó bóp cổ Dưỡng Chính, một tay á thì nó bóp cổ dì Chính. Nó nói rằng á nha, tao bóp cổ tụi bay, tao bóp cổ tụi bay nè, cho tụi bay hổn hào với tao. Tụi bay hổn với tao ha. Gặp tao á mà không chào với tao hết. À, không có quỳ lại tao. Đi ra là còn nói tao con này con kia. Ý là nói con búp bê này nọ rồi chê đen đó. Tao bóp cổ tụi bay. Thì lúc đó hai người thở không được, cộng với sợ hãi nữa, hai người mới ngất xỉu luôn. Thì cho tới khi á mà tỉnh dậy nha, thì lúc đó là bắt đầu á là dì Chính khóc quá trời khóc luôn. Mình mẩy là mệt trả người. Mà ta nói nha, lúc này là không có dám kể lại cho ông ba nghe. Ông ba lúc đó là đi ruộng mất tiêu rồi. Thì dì Chính khi mà tỉnh dậy, dì Chính khóc mới nói, anh, thôi em không ở đây nữa đâu. Em sợ quá, em ở đây nữa đâu. Bây giờ là anh đưa em về nhà em đi. Anh đưa em lên Sài Gòn đi. Em về nhà em không ở đây nữa đâu, em sợ quá. Em sợ lắm anh ơi. Thì dì Chính mới khóc mới đòi về. Thì Dưỡng Chính mới nói rằng á nha, thôi em đừng có sợ. Em đừng có sợ bây giờ nè. Là em để á, là để anh lo cái chuyện này. Để hôm nay nè, anh sẽ chạy xe đạp qua bên, anh lấy con búp bê này nè, anh đem nó đi rất là xa để mà anh bỏ. Rồi có gì khi mà má về anh sẽ nói với má sau. Thì cái lúc đó là Dưỡng Chính mới qua bên cái buồng đó nha, xong rồi mới mở cái buồng ra. Cái con búp bê lúc này nè vẫn còn ngồi trên cái chỗ đó. Xong rồi mới lấy con búp bê, Dưỡng Chính mới lấy xe đạp chạy đi. Thì cái lúc đó là Dưỡng Chính đã đem cái con búp bê đi tới một cái cánh đồng, gọi là cái cánh đồng quan đó, rất là xa nhà luôn. Xong rồi Dưỡng Chính á, là còn cẩn thận không có giục bậy nha. Dưỡng Chính còn cẩn thận đào một cái lỗ cực kỳ sâu luôn.
Rồi xong rồi để con búp bê xuống, rồi bắt đầu á nha, lấy mấy cái cục đất bự bự dặn lên con búp bê, rồi mới lắp lại. Thì sau khi mà lắp lại xong rồi á, thì Dưỡng Chính mới đi về. Mới nghĩ rằng á nha, vậy là im rồi, vậy là im xuôi rồi đó. Có gì má về á, mình nói với má sao. Thì ghê quá, sao mà má lại thờ con búp bê này vậy trời. Thì xong cái ngày hôm đó là cũng bình thường nha. Nhưng mà cho tới cái đêm hôm đó, thì tầm khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ tối, thì bữa đó mưa rất là lớn luôn. Mưa, tao nói bữa đó là mưa tầm tã. Mà ông ba thì ông ngủ ngon vậy lắm, ông ngủ ngoài bộ ly quăng mà. Còn hai vợ chồng của dì Dưỡng thì mới nằm trong giường, nằm trong buồng đó. Thì cũng kể lại cái vụ của búp bê đó. Thì hai người cũng thiêu thiêu đi vào trong cái giấc ngủ. Thì khi mà đang thiêu thiêu vậy đó nha, tự nhiên hai người mới nghe thấy một cái tiếng in 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 in, nghe rất là lớn luôn. Xong rồi cảm giác như là mình nằm ở trong nhà, nhà thì nhà sàn, mà mình nằm ở trong cái buồng trên giường nữa. Mà cảm giác giống như là nó trao qua trao đảo, giống như là động đất vậy đó nha. Giống như là cái nhà nó rung rinh vậy đó, trao qua trao lại, trao qua trao lại vậy đó. Thì hai người lúc này mới giật mình dậy. Thì khi mà hai người giật mình dậy nha, dì Dính mới xây qua hỏi: anh ơi, anh có nghe thấy cái gì không? Anh có cảm thấy á, là cái nhà của mình nó rung rinh, nó trao qua trao lại không anh? Thì lúc này Dưỡng Chính mới nói: nghe anh nghe. Thì lúc đó đó là mới nghe thấy cái tiếng giống như á, là bước lên cái cầu thang. Tại nhà sàn mà là có cái cầu thang đi lên. Thì hai người vợ chồng dì Dưỡng Chính mới nghe thấy cái tiếng bước chân đi lên cầu thang, mà bước mà nó ầm 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 in 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 vậy đó. Hai người lúc này mới hết hồn: ủa cái gì vậy? Mới chạy ra. Khi mà chạy ra nhìn đó, đã thấy ông ba thì cũng đang nằm ở trên bộ ly quăng, ngủ ngon lành vậy đó. Lúc đó thì mưa lớn vậy lắm. Xong rồi hai người nghe cái tiếng ầm ầm ở ngoài, mới mở cửa ra. Thì khi mà mở cửa ra nha, là lúc này là hai người mới thấy đó là cái con búp bê. Nó đang nằm ở ngoài cửa, nó đang nằm ở trong cái hàng ba nhà, mà đang nằm ngay chân cái cửa luôn. Mình mẩy của nó nha, là ta nói dính xình bùng tùm lum hết trơn. Mà khi mà hai người mở cửa ra đó, thì thấy cái con búp bê này nè, nguyên một cái con búp bê đen thùi lùi mà dính xình bùng tùm lum. Mà ngay con mắt của nó đó là nó trắng tươi luôn, nó trắng tươi mà nó trợn lên, nó ngước lên, nó nhìn hai người. Xong rồi nó mới nói: Tao về rồi nè tụi bay. Rồi nó cười hớ 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 lên vậy đó: tao về rồi nè tụi bay. Mà nó nói theo cái kiểu nha, là ghẹo, là tao đã đi về được rồi đó, tao về rồi đó. Tụi bay thấy không, tao về rồi nè, kiểu vậy. Xong rồi cái lúc này mà chứng kiến một cảnh tượng ghê gợn như vậy, thì dì Chính á mới hét lên. Dì Chính la làng quá trời, một cái tiếng thét rất là lớn. Xong rồi dì ngất xỉu mất tiêu luôn. Thì cái lúc này ông ba ông nghe sùm, ông mới giật mình thức dậy. Ông mới: dì ra bay, dì ra bay. Mới dòm lại cái cửa, thì thấy á nha, là dì Chính á thì nằm xỉu sức. Dì Chính á thì nằm xỉu trước cửa, Dưỡng Chính á là đứng đơ trước cửa. Cửa thì mở ra. Ông mới hỏi: cái gì vậy, cái gì vậy bay? Bắt đầu ông mới nhảy xuống, ông dở mồm ông chạy ra, ông mới lấy cái đèn dầu ông đi ra đó nha. Thì ông mới chứng kiến một cái cảnh tượng á, là cái con búp bê đang nằm ở phía trước cửa nhà vậy đó, mà dình bùn tùm lum. Lúc đó ông mới kêu á nha, là Dưỡng Chính ẩm về Chính vô buồng đi. Ông mới đem cái con búp bê này đi ra phía sau nhà, lau rửa lại bằng nước, xong rồi mới đem vô trong buồng. Xong rồi á là thắp nhang lại quá trở lại luôn, cũng xin lỗi này nọ. Rồi bắt đầu qua mới la: tụi bay ơi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Sao tụi bay á làm cái chuyện gì kỳ vậy? Thì lúc này Dưỡng Chính mới kể lại là tụi con vô làm sao, bị làm sao vậy đó. Thì ông ba mới nói là lớn chuyện rồi. Cho tới là 4 giờ sáng ngày hôm đó, là dì Chính của chị á là bị sốt rất là cao luôn. Cái lúc này á là Dưỡng Chính mới nói: chết rồi trời, bây giờ á là vợ con sốt quá trời cao rồi, thôi bây giờ á là chắc là con chở vợ con đi lên trạm xá một cái trời. Thì ông ba ông không có chịu, ông mới nói rằng: thôi mày ở nhà mày lo cho vợ mày đi, cái này á chỉ có má bay mới giải quyết được thôi, để tao đi rước bà về. Ông bà mới lấy chiếc xe đạp, mới chạy qua bên nhà của bà con á, cũng khá là xa nha, mới rước bà ba về. Lúc bà về tới á là tầm cũng 7 giờ mấy sáng rồi. Khi bà ba về nha, là bắt đầu mới nghe thấy cái câu chuyện là ông ba đã kể lại trên cái đường về. Bà ba chửi quá trời chửi luôn: tại sao á mà má đã dặn rồi mà tụi bay không có nghe lời tao? Tụi bay lại vô trong phòng á làm gì? Tao đã cấm tuyệt đối á là không có được vô, mà tụi bay lại vô làm cái gì? Thì bà ba chửi quá trời chửi. Trong cái lúc mà bà ba đang la Dưỡng Chính đó nha, thì lúc này dì Chính của chị á tự nhiên đang nằm thêm thiếp sốt vậy đó nha, sốt cao vậy lắm. Dì Chính mới ngồi bật dậy. Cái con mắt của dì Chính á thì rất là dữ luôn. Và lúc này nè, dì Chính mới nói nha, mà cái giọng của dì Chính á
là nó không có còn là cái giọng của dì Chính nữa, mà là cái giọng của một cái người đàn bà nghe rất là kinh dị, mới nói rằng á nha, con của mày á hổn lắm, hổn lắm. Tụi nó á nha là gặp tao mà tụi nó không có biết chào hỏi thưa thốt gì tao hết trơn á, tụi nó không biết lại lục gì tao hết trơn á, mà tụi nó nha là còn cả gan dám á là lấy tao, cái thằng này lấy thân xác của tao đem đi chôn ở một cái chỗ xa mà heo hút vậy lắm mà tao về được. Bây giờ là tao không tha, một tuần nữa là tao bắt hai đứa con của mày. Thì cái lúc này nha là ông ba với bà ba quỳ xuống lại quá trời lại: chị ơi chị, à, chị ơi chị làm ơn á là chị tha cho con em đi, con em nó còn nhỏ dại vậy lắm, nó không có biết, tụi nhỏ nó không có biết gì hết trơn á, thôi lần này chị tha cho nó đi. Tại vì á là em từ nào giờ em giấu tụi nó, cho nên tụi nó cũng tò mò, thành ra là tụi nó mới làm vậy. Thôi giờ chị tha cho tụi nó đi, chứ mà nếu tụi nó biết á tụi nó không có dám làm vậy đâu. Chị tha cho tụi nó đi, chị tha cho tụi nhỏ đi chị, tụi nhỏ không biết gì đâu. Chị tha đi rồi có gì á là chị muốn gì thì vợ chồng em cũng chiều ý chị cái đó. Chị nghĩ tình vợ chồng em từ nào tới giờ nè, cũng lo lắng cho chị cũng kỹ nè. Thôi chị tha cho nó lần này đi. Thì sau một hồi van xin vậy đó nha, thì cái lúc đó là dì Chính của chị này nè mới nhẹ giọng mới nói: được rồi, nể tình tụi mày á nha, vợ chồng mày á là tao mới tha cho hai đứa nó, nhưng mà phải cúng cho tao là một cái con heo sống, một cái con heo sống với lại á nha là hai đứa nó là phải quỳ lại xin lỗi tao thì tao mới chịu. Thì cái lúc đó là ông bà Chính: được rồi để em sẽ cúng cho chị mà. Thì xong rồi dì Chính cũng ngã gà ngất xỉu, thì cái dòng đó cũng bắt đầu bỏ đi nha. Thì sau đó tầm khoảng trưa ngày hôm đó thì dì Chính mới tỉnh dậy. Thì khi mà dì Chính tỉnh dậy đó là dì Chính cũng không có sốt gì nữa hết. Qua tới cái ngày hôm sau thì ông bà ba cũng mua một cái con heo quay, cũng mua một cái con heo về, mà mua cái con heo sống luôn, lo vô trong cái buồng đó. Xong rồi vợ chồng của dì Chính mới vô quỳ lại xin lỗi năn nỉ, xong rồi mới đi ra. Xong rồi nha, dì Chính mới nói là cái lúc mà hai vợ chồng đi ra là nghe thấy cái tiếng con heo á, nó kêu ét ở trong đó. Một hồi sau thì nó im luôn, không có nghe nữa. Rồi một hồi sau nữa nha, thì cái lúc mà mở cái buồng đi vô đó là nguyên một con heo, mới nãy là một cái con heo sống, mà cái con heo mấy bạn biết rồi, nước da của nó là trắng tư à, mà bây giờ đi vô nha, nguyên con heo nó bầm tím luôn. Xong rồi dưỡng Chính á phải lôi cái con heo đi ra một cái chỗ để mà chôn cái con heo này, chứ cũng không có dám làm thịt ăn luôn đó. Thì sau khi mà xong xuôi hết, nhà cửa im xuôi hết, thì lúc đó dưỡng Chính mới hỏi mẹ của mình, mới hỏi rằng á nha là cái lý do vì sao mà mẹ lại thờ cái người đó, mà cái người đó là ai mà mẹ lại tôn kính như vậy. Thì lúc này bà ba mới kể lại một cái câu chuyện. Bà ba nói á nha là hồi xưa đó, vào cái thời mà Pháp thuộc đó, thì bà ba có hoạt động trong cách mạng. Bà ba thì là giao liên, chuyên môn á là đưa thư, để mà những cái bức mật thư từ đơn vị này qua một cái đơn vị khác. Thì bà ba cũng đã làm khá là lâu cái công việc đó. Thì có một cái lần, có một cái chị này là chị tên là chị Sáu. Thì chị Sáu này nè, cái người là gia đình đã mất hết trơn rồi, cho nên á là cũng vô trong đơn vị. Lúc này là vừa mới xin vô hoạt động cách mạng thôi, thì do là vô cũng chưa có lâu nữa, thành ra là cái chỉ huy á là cũng chưa có giao nhiệm vụ cho chị này. Thì cái ngày hôm đó lúc tầm khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm nha, thì cái người chỉ huy mới kêu bà ba là mẹ chồng của chị Chính đó, là kêu bà ba bây giờ nè phải giao một cái bức mật thư qua một cái đơn vị khác, mà cái đơn vị đó là cũng khá là xa nha, xa đối với cái đơn vị này, phải đi liền trong đêm nữa thì mới kịp. Thì cái lúc này bà ba cũng đang chuẩn bị đi, thì cái lúc mà bà ba đang chuẩn bị đi là tầm khoảng 12 giờ đêm rồi, thì chị Sáu nè mới lợi mới năn nỉ bà ba, mới kêu rằng cả nhà: em ơi em, chị Sáu năm đó cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi. Thời điểm đó là bà ba mới có 20 tuổi à, lớn hơn bà ba tầm khoảng 20 tuổi lần. Thì mới lại kêu rằng á: em ơi em, bữa giờ á là chị vô đây nè mà chị chưa có một cái nhiệm vụ gì để làm hết trơn á, thôi bây giờ đó làm cho chị đi chung với em đi, chị đi chung với em, hai chị em mình đi hữu hỷ với nhau. Thì bà ba không có chịu, bà ba mới nói rằng á: không được chị ơi, bây giờ chỉ huy á là chị giao cái nhiệm vụ này nè cho em, mà chị đi chung á là không có được đâu, bị la chết á, chị phải lên chị xin phép chỉ huy thì mới được. Thì cái lúc đó chị Sáu này nè mới kêu rằng: thôi không, bây giờ em mới lên em xin phép với chị, với chị muốn đi chung với em vậy đó, em đi một mình thì cũng nguy hiểm, thì khi mà lên xin phép thì chỉ huy đâu có cho,
Người ta mới nói rằng á, là bây giờ đi á, thì đi một người nó mới nhanh, đi hai người á, đi đông quá mất công á, là địch nó nghi nữa. Thì chỉ huy không có cho đi. Thì lúc này bà ba mới đi một mình. Lúc đó tầm khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm rồi. Thì khi mà bà ba đi một mình vậy đó, thì một hồi sau tự nhiên bà ba có cảm giác á, là có cái người đi theo. Cho nên là bà ba đã núp vô xong rồi quay lại, thì mới thấy chị Sáu này nè, là chị mới đi theo bà ba. Trời ơi, cái lúc này bà ba tức dữ lắm. Sao chị đi theo em? Tại sao chị đi theo em? Đã chỉ huy là không có cho phép chị đi rồi, mà chị đi theo em làm gì? Thì chị Sáu mới nói nha, là chị muốn đi vậy lắm, thôi em cho chị đi chung đi, cứ năn nỉ hoài. Thì bà ba thấy cũng tội, thôi được rồi, giờ chị đi theo em đi, rồi có gì á em về em cũng báo cáo sau, rồi cũng chịu phạt sau vậy. Thì hai người cũng mới đi. Thì khi mà hai người đi nha, ròng rã tới tầm khoảng 3 giờ sáng á, thì lúc này là bị địch phát hiện. Bà ba nói rằng á nha, khi mà bị địch phát hiện thì nó mới kêu hai người kia đứng lại. Thì khi mà nó chưa có tới nữa, thì cái lúc này chị Sáu nè, chị mới quay lại mới nói với bà ba rằng á, là bây giờ nè, em nhảy xuống sông đi. Em nhảy xuống sông xong rồi em bơi ra xa xa, em núp ở dưới lục bình, có gì á là chị chịu cho em nhảy xuống đi. Thì cái lúc đó là mới đem trong người ra một cái con búp bê nhỏ nhỏ vậy đó, mới nhét vô trong tay của bà ba đó, mới nói chị tặng cho em nè, nếu á mà chị có mệnh hệ gì á nha, nếu mà chị có mệnh hệ em nhớ á là đừng có ra mặt nghe không, em gán á là đừng có ra mặt, em cố gắng đưa cái bức thư này nè đến đơn vị bên kia hoàn thành nhiệm vụ nha em. Thì xong vừa nói tới đó, đó là chị Sáu đã đẩy bà ba xuống dưới sông đi. Thì cái lúc này nè là bà ba cũng không có kịp trở tay, không có kịp làm gì hết trơn á, tại bị đẩy xuống bất ngờ. Thì khi mà vừa đẩy xuống á, bà ba mới nhớ lời, mới chung xuống trốn ở dưới lục bình á, là lúc đó địch nó đã tới rồi. Nó mới hỏi rằng á nha, ủa mới nãy thấy rõ ràng á là hai người, còn một người nữa đâu? Thì xong rồi là chị Sáu mới lắc đầu. Xong rồi á nha, là cái lúc đó địch đó đánh là cực kỳ dã man, nó đánh bằng cái đầu súng đó, đánh quá trời đánh luôn. Sau đó là con gái đàn bà mà, cho nên á là nó đã cưỡng hiếp nữa, nó cưỡng hiếp xong rồi nó bắn nó giết luôn. Thì cái lúc đó đó là bà ba đã chứng kiến toàn bộ cái cảnh tượng đó, nhưng mà do cái nhiệm vụ rồi không có lên luôn. Thì sau đó là bà ba cũng khóc dữ lắm luôn, cũng cố gắng bơi, bơi một khúc xong rồi á nha cũng lên bờ. Rồi cuối cùng á là cũng tới được cái đơn vị bên kia để á mà giao cái bức mật thư đó đó. Thì sau khi giao xong rồi cũng báo cáo là cái sự việc của chị Sáu rồi nè cho cái người chỉ huy nghe. Thì cái người chỉ huy đơn vị bên kia thì khi mà nghe xong đó, thì người chỉ huy này nè cũng điều hai chiến sĩ nữa để mà đi theo bà ba, để coi coi á là cái xác của chị Sáu nó như thế nào. Thì tới tầm khoảng 5-6 giờ chiều của ngày hôm sau là tới ngay chỗ đó, là cái xác của chị Sáu á vẫn còn nằm ngay đó luôn. Con mắt á thì trợn trắng lên do bị bắn mà. Mình mẩy quần áo á thì nó sọc sệt không có còn nguyên vẹn nữa. Mình mẩy là trần truồng luôn. Lúc đó là nhìn tội lỗi dữ lắm. Lúc đó là nhìn tội dữ lắm. Lúc đó là cũng ginh về mà tránh địch nữa. Đâu phải ginh gời ngời đâu. Ginh mà phải đi đường tắt. Phải kiếm cái đường á mà không có địch nữa. Người luồn lách thì cuối cùng á là cũng về tới được đơn vị bên đây, là tới tầm khoảng 12 giờ mấy, tầm 1 giờ đêm đó. Xong rồi cũng chôn cất chị Sáu này. Thì từ khi mà chị Sáu này chết đó nha, là mẹ của Dưỡng Chính nói rằng là kể từ khi mà chị Sáu này mất, là bất cứ mỗi lần á là bà ba đi đâu, đi giao liên, đi giao thư ở chỗ nào á, là đều cảm nhận được á là có một cái người đi theo. Mà quay lại nhìn đó nha, là mới thấy chị Sáu này là một cái hồn ma trần truồng đi theo, đi theo hoài sau lưng vậy đó. Ban đầu bà ba sợ dữ lắm, nhưng mà riết rồi á là cứ tới cái chỗ nào mà có địch đó nha, là chị Sáu sẽ cảnh báo trước, là bà ba mới lẩn trốn kịp thời. Xong rồi sau đó là bà ba mới từ từ không còn sợ nữa, kiểu như quen đó mấy bạn. Cho đến khi mà Pháp nó đi rồi đó, thì lúc đó là bà ba cũng đi về. Thì cái hôm đó dọn đồ đi về, thì tối ngày hôm đó thì thấy cái con búp bê mà chị Sáu tặng đó, là tối hôm đó bà ba mới nằm mơ thấy chị Sáu nha, là hiện về mới nói em ơi, em cho chị theo em nha, chị nhập vô cái con búp bê, chị theo em về, chị đói khát chị không có đồ chị mặc, em về á em cho chị ăn, em cho chị quần áo chị mặc với em, nhớ nha em. Mà cứ khóc cứ nói như vậy đó. Thì sau đó là sáng là bà ba cũng đi về nhà, là cũng đem theo cái con búp bê đó về luôn. Mà bà kể rằng á nha, khi mà bà về á là bà mới nhớ ơn những cái lần mà hồn ma của chị Sáu này nè đi theo để bảo vệ cho mình, cảnh báo những cái chỗ mà có địch cho mình. Thì bà ba cũng làm ghi một cái buồng, xong rồi cũng làm một cái bàn thờ nữa để mà đặt cái con búp bê đó lên.
mà bà đã thờ cái con búp bê này nè cũng khá là lâu rồi. Cho nên hồi xưa là nó màu hồng, riết rồi nó cũng chuyển thành màu đen luôn, như cái lúc mà dì Dưỡng Chính đã nhìn thấy vậy đó. Thì thờ lâu quá trời đi, cũng có mấy lần là bà ba cũng nằm mơ. Trong cái giấc mơ bà thấy cũng chỉ sáo bình thường, vui vẻ, cũng có mặc đồ nữa, chứ không phải là kinh dị như những cái lần đầu tiên mà dì Dưỡng Chính thấy ngày xưa đâu. Thì khi mà nghe cái chuyện này, dì Dưỡng Chính cũng sợ lắm. Ở đó thêm một năm, mặc dù là không có thấy nữa, nhưng mà mỗi lần đi ngang qua lại cái buồng đó, thì dì Dưỡng Chính mới nghĩ là trong đó cũng là một cái vong ma nữa. Dì Chính cũng nói Dưỡng Chính là thôi, quay trở lại Lê Minh Xuân để mà ở lại. Thì xong rồi hai người cũng quay trở lại Sài Gòn. Còn về ông bà ba, ba má của Dưỡng Chính á, thì tới tầm khoảng 5-6 năm sau á nha, thì hai ông bà cũng lần lượt qua đời đi. Thì khi mà lúc hai ông bà qua đời đó, là cái nhà đó thì nó cũng còn, cái phòng mà cái buồng đó thì cũng còn luôn, cái con búp bê đó cũng còn luôn. Nhưng mà do á, là con cái của ông bà ba lúc này nè là có đất có nhà riêng hết trơn rồi, cho nên á, là chỉ qua đây làm rẫy thôi, chứ cũng không ai ở cái nhà đó hết. Thì tầm khoảng 1 năm sau nữa, khi mà ông bà ba mất đó nha, thì cái ngày hôm đó mưa rất là lớn luôn, xong rồi sét đánh nữa, cái nhà đó cháy mất tiêu luôn. Thì sao này nè, cái nhà này cháy rụi hết trơn, rồi cũng chả ai cắt lại, tại đâu có ai ở đâu. Tới sau này đến hiện tại luôn nha, thì gia đình của Dưỡng Chính cũng trồng bắp với lại khoai môn trên cái mảnh đất này. Cái chuyện thì cũng không còn gặp cái cô đó nữa, thì mọi chuyện cũng bình thường trở lại. Thì đây là cái chuyện mà cô Dưỡng Chính của cái chị này đã trải qua. Thì khi mà nghe cái chuyện này cũng khá là kinh gợn hả bạn. Tại vì nếu mà theo cái bối cảnh mình nghe đó nha, là chuyện này xảy ra chắc cũng lâu dữ lắm rồi, tầm khoảng mới giải phóng đó, chắc độ tầm khoảng đó đó. Bởi vậy qua câu chuyện này nè, mình cũng nên rút một cái kinh nghiệm đó nha bạn. Nhiều khi mình nghe ông bà cha ta dặn dò, cái dặn đi dặn lại, nhiều khi mình nghe mình cũng nhàm chán, nhưng mà cũng nhớ chú ý nha, có cái gì đó, có cái chuyện gì đó ông bà cha mẹ mới dặn mình như vậy. Đừng có nên vì một lần tò mò mà làm cho mình mang lại một cái nỗi ám ảnh, một cái sự khủng khiếp nha. Như dì Chính Dưỡng Chính này nè, mặc dù bây giờ cũng đã lớn rồi, cũng đã lớn tuổi rồi đó, nhưng mà cái nỗi ám ảnh thời còn trẻ đó nó không thể nào mà quên được hết mấy bạn. Và bây giờ thì mình cũng đã kể xong cái tập 126 hôm nay rồi. Mấy bạn nghe chuyện mà thấy hay có thể cho mình một like, comment cảm xúc của mình ở bên dưới. Bạn nào mà có những câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh kinh dị muốn cho mình kể lại để mọi người cùng lắng nghe thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình để trên màn hình đó nha. Và bây giờ thì chúc mấy bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ là lên nghe chuyện ma anh Nhuần kể trước khi đi ngủ nha. Bye bye.